Câu 61 gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, chứng minh GA bình cộng GB bình cộng GC bình bằng 1/3 A bình cộng B bình cộng C bình. Thì mình vẽ cái hình tam giác ra để cho các bạn dễ trực quan nè. A, B, C. Được chưa ạ? Đường trung, G là trọng tâm, là giao điểm của ba đường trung trùng tuyến. Giao điểm của ba đường trung trùng tuyến nha các bạn. Đó. G. Thì đã có gì ạ? À? Các bạn phải nhớ là kiến thức GA nè, GA nè, đoạn này nè, là 2 phần, và AM là 3 phần, được chưa? AG, GA hoặc là AG là 2 phần, AM là 3 phần, cái là kiến thức cũ nha các bạn. Thì vậy sẽ thằng này sẽ bằng gì ạ? 2/3 AM. Tương tự, GB sẽ bằng 2/3 GB sẽ bằng 2/3 BN. GC cũng bằng 2/3 CD. Mà GAM, BN và CN đây đều là gì ạ? AM, BN, CN là đường trung, đường trung tuyến. Được chưa? Đường trung tuyến thì AM này tương ứng là MA đó các bạn. Đây tương ứng là MB và đây tương ứng MC. Vậy ta sẽ suy ra được điều gì ạ? GA bình sẽ bằng thằng này bình phương đúng không ạ? Thì tương ứng thằng này bình phương vậy là 4/9. Bạn nào không biết thì làm chậm nha. Mình sẽ ra là 2/3 MA tất cả bình và GB bình thì cũng bằng 2/3 MB tất cả bình. GC bình thì cũng bằng 2/3 MC tất cả bình. Được chưa ạ? Rồi, vậy suy ra GA bình cộng GB cộng GC bình bằng, đây ta ra được gì ạ? 4/9 MA bình, đây ra 4/9 MB bình, đây ra 4/9 MC bình. Đặt 4/9 ra đặt làm nhân tử chung MB bình cộng MC bình. Và ở đây mình đã giải ở trên câu 60 nè, các bạn chỉ cần thay vào. Bạn nào chưa biết làm 60 thì các bạn cứ làm lại nha các bạn. 3/4 A bình cộng B bình cộng C bình. Rồi rút. Còn lại 1/3 A bình cộng B bình cộng C bình. Đều phải chứng minh.